Thành lập vào 24 tháng 10 năm 2007, công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel nhận một sứ mệnh mở rộng đầu tư vào lĩnh vực bưu chính viễn thông tại các thị trường quốc tế. Từ hai thị trường đầu tiên là Lào và Campuchia, đến nay Viettel đã hiện diện trên nhiều quốc gia, nhiều lãnh thổ như Haiti, Mozambique, Peru và nhiều văn phòng đại diện khác. Sự cách biệt về địa lý và chênh lệch về thời gian trở thành đặc điểm dễ nhận thấy ở Viettel Global hiện nay. Kinh tế kém phát triển, chính trị không ổn định, trình độ dân trí thấp là những điều dễ nhận thấy ở các nước Viettel đầu tư. Chưa kể khối lượng công việc nặng nề và áp lực tại thị trường khiến người Viettel ở nước ngoài lúc nào cũng ở trạng thái luôn luôn cố gắng và sẵn sàng làm việc gấp 200% để hoàn thành nhiệm vụ. Chặng đường 4 năm phát triển đánh dấu sự trưởng thành của người Viettel ở nước ngoài và sự lớn mạnh của Viettel ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đến nay công ty có hơn 1.000 nhân viên, doanh thu năm 2010 đạt 4.167 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất lũy kế là 128 tỷ đồng. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 3.876 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến đầu tư cũng đạt được những thành tích đáng kể bằng việc thắng thầu giấy phép viễn thông tại Haiti, Mozambique và Peru. Đóng góp vào thành công là sự nỗ lực và dũng cảm của 140 cán bộ công nhân viên nữ của Viettel Global tại Việt Nam và các nước. Áp lực công việc, sự thiếu thốn và nghèo nàn về cơ sở vật chất không làm ý chí và tinh thần chị em Viettel mệt mỏi, nhiệt tình tham gia các chiến dịch bán hàng tại các bản làng xa xôi của Lào và Campuchia. Không chỉ là làm việc ở thành phố mà nhiều khi còn phải đi công tác ở các tỉnh, ở những nơi vùng sâu vùng xa, có thể phải có một số chị em vẫn phải đi bán hàng ở tỉnh Kampong Chàm nhỉ, ở rừng cao su. Nếu như các bạn đi đến vùng cao su, các bạn thấy nó rất là hoang vắng, đi vào ban ngày, buổi trưa cũng đã thấy sợ rồi, chưa kể là buổi chiều tối những lúc còn có trời mưa. Các bạn cứ tưởng tượng là các bạn sẽ ăn ngủ ở lại gia đình của người bản địa và chúng ta sẽ chỉ có một chỗ sinh hoạt chung là một cái nhà sàn thôi. Phải bản lĩnh lắm, những chị em lần đầu xa nhà mới vượt qua được nỗi nhớ gia đình và áp lực công việc đè nặng trên. Đối với các cán bộ công tác tại các phòng ban Viettel Global như chị Hạnh và rất nhiều chị em khác, thì một khó khăn lớn mà chị thường gặp phải đó là việc thường xuyên phải đi công tác dài ngày. Khi mà sang một thị trường nước ngoài để công tác thì việc đầu tiên thì người phụ nữ gặp khó khăn đấy là phải xa gia đình. Bởi vì người phụ nữ không chỉ đơn giản là phụ nữ mà còn phải gắn với thân chức làm mẹ, làm vợ. Khi xa gia đình thì bao giờ cũng sẽ có những nỗi nhớ về gia đình như nhớ con cái hoặc là bố mẹ chẳng hạn. Ngoài ra thì còn có một cái nỗi lo khác đấy là mình sẽ phải xem là chỗ ăn, chỗ ở như thế nào, chỗ nghỉ ngơi ra sao. Với người đàn ông thì có thể rất đơn giản là tôi chỉ cần một chỗ ngả lưng, một cái ghế là xong. Nhưng phụ nữ thì cần một nơi kín đáo hơn. Các điều kiện ăn ở sinh hoạt thì nó cũng phải đảm bảo vệ sinh hơn chẳng hạn. Chỉ tiêu thắng thầu mở thị trường mới buộc các phòng ban Viettel Global phải chạy từng giờ để chuẩn bị hồ sơ thầu, tham gia thầu rồi triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau khi trúng thầu. Việc này đòi hỏi phải di chuyển thường xuyên. Những lúc này các chị phải thu xếp xa nhà, nhờ người trông con và lên đường đi công tác. Không phải chị em nào cũng may mắn có được sự thông cảm và ủng hộ từ gia đình để thực hiện công việc của mình. Thế nhưng các chị đều đem hết cả đam mê và tâm huyết của mình vì sứ mệnh chung của công ty.